Rara xin chào biết anh chị em đang theo dõi kênh YouTube của Rara. Sau một tháng Rara không có làm clip mới cho các bạn bởi vì cả gia đình Rara mắc Covid-19 và hôm nay sức khỏe Rara được bình phục rồi và thấy mình có sức khỏe để tiếp tục làm những cái video mới cho các bạn theo dõi. Và hôm nay Rara sẽ chia sẻ một cái bài hát mới, đó là bài Srak Srak Ui. Ha, nguyên âm ra ra ơi, các bạn đã học nguyên âm rồi, phụ âm rồi, và các bạn nhìn xem trong cái bảng nguyên âm này không có chữ nào ra ra ơi cả. Chúng ta bắt đầu bằng ra ra a ra e ra a ra ư ra ư ra ô ra ô ra ô ra ơ ra ư và cuối cùng là ra ra a. Chúng ta không có phát hiện chữ nào là ra ra ơi, phải không ạ? Thì Sra ui này giống như là chúng ta học mà chúng ta kiểu đùa đùa vui thôi, bởi vì nó giống như chữ sra sra ua ha. Sra ua thì chúng ta không nói được sra ua mà chúng ta nói được sra 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 ui vậy thôi, do đó cái từ này nó không có nghĩa nha. Và bài hát thì nó rất là nhiều đoạn, Rara chia nhiều đoạn để chúng ta dễ theo dõi. Và trước khi Rara hát cho các bạn nghe thì Rara cũng xin lỗi bởi vì Rara không phải là ca sĩ và hát nhiều khi đôi trực nhịp thì mong các bạn bỏ qua nha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu một cái đoạn đầu tiên. Pel song mình đề nực vấn vi lia a son bấn cun pre chuối sự tiến mình đặt lời na bón tê tê và đã sấm lê nốt mùi. Rồi chúng ta sẽ đi từng câu nghe các bạn. Pel song mình đề nực bần ha. Pel song mình đề nực bần, cái chữ p này là giống cái chữ v vi lia pel ha. Pel là v vi lia song. Sốc thì chúng ta viết cos u có có sốc, nhưng mà cách đọc là cos u có sốc ha. Bình an yên ổn, lúc khi chúng ta bình an yên ổn thì mọi thứ đều vui vẻ, đều trôi chảy, đều dễ dàng, phải không ạ? Thì ở đây có chữ sập bài là vui ha, nghe xuôi là dễ dàng trôi chảy, hoặc là sró nốc là dễ khó dễ. Rồi mình đề này khi chúng ta viết đúng và chúng ta đọc đúng là mình đề, nhưng mà Khmer miền Tây Nam Bộ ít khi nói mình đề lắm, mà sẽ nói là mình đề ha. Mình đề là chưa bao giờ. Chữ thế này là nực ha. Nức là chúng ta nhớ là chúng ta không bao giờ quên, phải không ạ? Rồi chữ nức này đã ra có một cái câu ví dụ là nức cún mẹ đá bấy bị đà. Khi mà các bạn nào mà mới học căn bản thì các bạn sẽ đánh vần là mẹ đá bấy bị tà, phải không? Nhưng mà đọc có thể là mẹ đá bấy bị đà ha, nhớ nha. Chúng ta nhớ cái cụm từ này mẹ đá bấy bị đà là cha mẹ nha, nhớ ơn cha mẹ. Rồi cái chữ cái này là bon ha. Bon là phước hoặc là phước đức. Khi mà chúng ta có phước thì phước đức thì mọi điều tốt đẹp hoặc là sự an lành đến với chúng ta. Đây là bon à, tức là mọi điều tốt đẹp, hoặc là sik day sốc là sự bình an. Vậy chúng ta dịch cái câu này, khi bình an thì chúng ta chưa bao giờ nhớ đến phước đức ha, chưa bao giờ chúng ta nhớ đến phước đức. Rồi vi lia a san ban kun pre chuai, okay. Khi mà rừng đất xa trời thì chúng ta cầu ơn trời giúp đỡ. Cái chữ vi lia này là Rara muốn nói trên rồi, vi lia là lúc hoặc là thời điểm. A san là cái giống là cái thời điểm mà thập tử nhất sinh á, là còn mà cái tuổi yếu già thì chúng ta bắt đầu từ số 60 trở lên thì chúng ta bắt đầu nói là chúng ta tuổi gần đất xa trời ha. Tức là ở đây là miền cột nắng thấy chịch một đói của khai, tức là có cái tai nạn hoặc là có một cái điều gì đó làm cho chúng ta sợ hãi là sợ chết á. Rồi a son ha, chúng ta đọc là a son tuổi rừng đất xa trời hoặc là tập tử nhất sinh. Rồi bần là chúng ta cầu nguyện ha, bần là cầu nguyện bần.
xôm chuối ôi bán xâm rách đóng đối bấm bầm nòn, tức là xôm chuối ôi bán xâm rách đối bầm nòn, tức là xin giúp một cái gì đó để hoàn thành ước nguyện, tức là chúng ta bần. Rồi chữ kun, kun là chúng ta viết như thế này mà đọc thì nó đã đánh vần giống như cause u nó kun ha, kun kun là ơn nghe, tức là xích đế chấm chấm rên. Rồi chữ pria, pria pria là đấng tối cao thôi. Các bạn theo đạo Phật thì chúng ta nói là Phật, chúng ta theo đạo Chúa thì theo là coi là Chúa, hoặc còn có không có Phật không có Chúa thì chúng ta kêu là trời, phải không ạ? Giống như ôi trời ơi xin phù hộ cho con, hoặc là Đức Phật phù hộ cho con, Chúa phù hộ cho con ha, thì pria ha, chung chữ pria. Rồi chữ chui, chui là giúp đỡ nè, chui là giúp đỡ, chúc là thơ ôi nét đỏ tế ban sầm rách và giốn tám bấm bầm non, tức là làm cho người khác có được lợi ích theo ước nguyện, tức là chui. Rồi cái câu này chúng ta cũng dịch là khi gần đất xa trời thì cầu ơn trời giúp đỡ. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái câu cái tiếp nha. Sơn tiến mình đặt lời na, tức là phước lành nó cho đi không có gì hết. À chữ này chúng ta viết là sơn ha, sơn, nhưng khi mà chúng ta đọc là sơn ha, sơn, cho đó chúng ta cũng học thuộc từ này, cách viết và cách đọc nó khác nhau. Sơn chúng ta đọc là sơn, tức là phước lành. Tiền là sự bố thí hoặc là sự cho ha. Away để của ôi, tức là những cái gì mà chúng ta cho đi. Tham e dướng trên nhì giấy tha ôi tiến hoặc là thừa tiền, tức là người Khmer người ta thường nói là cho đi hoặc là từ thiện, tức là mình có thể nói là ôi tiến là cho đi nè, thừa tiến là làm từ thiện ha. Rồi chúng ta có chữ đắc là đặt đẻ thôi, nó không có gì, nó là động từ ha. Ví dụ như nó đặt siêu house lên tủ xó xà xe, chúng ta để cuốn sách ở trên bàn viết, rồi động từ đặt ha, đặt. Lời trong cái bài hát này nó hoàn toàn không có chết đặt cắt comment, nhưng mà trong cái ngữ cảnh khác nó sẽ có lời khác ha. Rồi na trong cái bài hát này là nghi hoặc là chưa chắc chắn, mình toàn bật có trừ comment a ca chia à dịch đấy sống say, tức là nghi hoặc là chưa chắc chắn, là mình còn nghi ngờ một cái gì đó nó chưa chắc chắn ha. Rồi chúng ta sẽ đi câu kế tiếp là bắn tê tê đá sấm lê nốt muôi. Rồi chúng ta cầu trời Phật xin số một lần, tức là số xin cho trúng số đó các bạn, xin trời phù hộ cho con trúng số một lần ha. Cái câu này như vậy, tê và đà khi mà viết thì như thế này là tê và tà, nên do đó các bạn sẽ đánh vần là tê và tà, nhưng mà khi chúng ta đọc là tê và đà ha, tê và đà là tiên ha, hoặc là trời hoặc là Phật. Tê và đà, xong là xin ha, thì cũng cho có chữ ví dụ giống như xong tiên là xin bố thí, hoặc là xong kê si là xin người ta ăn. Rồi lết là con số đó các bạn, giống như là lết muối, lết pí, lết đói, lết prom buôn, tức là từ số 1 đến số 9 chẳng hạn ha, là lết ha. Lết là số. Chnot, rồi chnot này là số hoặc là vé số, thường thường chúng ta có này là son sầm nàng, tức là chúng ta phó thác vào sự may mắn ha, tin vào sự may mắn. Muôi là một lần ha, muôi là một lần. Vậy là cái câu này chúng ta dịch là cầu trời khẩn Phật xin cho con trúng số một lần. Chúng ta tiếp theo một đoạn nữa ha. Kalpi ayu nơ ha tư điên có ca mân che chăm mùi kron tê sra o sra am rì kô bì bạc ta chén tê sra uoi. Rồi cái là kalpi ayu nơ ha, kalpi ayu nơ ha, tức là cái khi mà tuổi mà còn 50 á, chữ này kal là lúc hoặc là thời điểm, tức là kriya hoặc là pel ha, pi là
là âm be, tức là từ ha, là bắt đầu ha. Are you ha, chúng ta cách đọc are you. Are you là cái tuổi ha, tuổi của mình á, are you. Are you. Nơi là còn, hoặc là ở, hoặc là lúc. Ha, ha này chúng ta đọc là ha sắp đó các bạn, là 50. Nếu mà nói là danh từ thì là số 5, 50. Còn nếu nói là động từ là chúng ta có gì là hả miệng, hả gì nè, hả trời, hả họng, tức là ha, hà mọt ha. Hả miệng, hả họng là hà mọt ha. Hà mọt gì gì, tức là hả họng để nói. Rồi, vậy là cái chữ này là danh từ là ha. Vậy là khi mà tuổi còn 5, 50. Từ đi ăn cò cá, mình ché, chấm, chăm mùi. Đi học á, phụ âm co nè, phụ âm ca nè, vần ca nè, không có nhớ một cái từ nào hết á. Từ ha, từ là đi, chúng ta có từ từ na, đi đâu. Từ tia là đi về, về nhà. Từ giả là riêng là đi, đi học. Từ riêng gì, chúng ta có chữ từ, từ riêng là đi học ha. À, cái này là nếu mà nó là danh từ, nó là việc học. Còn nó mà động từ, nó là học, học bài á ha. Có nghĩa là động nghĩa là sức xá, không không sự kết ối ở che, tức là cố gắng có cho biết có kiến thức nè. Từ tuổi dốt chấm chậm nè là tiếp thu kiến kiến thức ha. Động từ nhớ là học, còn mà danh từ nó là việc, việc học. Riêng, riêng ha, riêng. Rồi chúng ta có cái chữ co ca, cái này là học chữ co hoặc là vần vần ca thôi, không có gì hết. Co là cái cổ ha, còn ca là cái ca nước uống các bạn, ca nó đúng ta uống nước thì cũng gọi là ca. Rồi che, che là hiểu biết ha. Đây miên chậm chậm nè ha, mà nuôi che nạc che. Đây đây chỉ có ví dụ thôi, giống như là có kiến thức nè, người hiểu biết hoặc là người thông thạo, tức là người ta biết á. À, rồi người có kiến thức á các bạn, mà nuôi che. Rồi chăm, chăm nó là nhớ ha, chăm là nhớ, nó cũng bằng giống chữ đức ha, nhưng mà nhớ này thì chắc giống như nhớ thuộc bài hoặc là gì ha. Chúng ta học bài không thuộc, chúng ta dựng chữ là mình chăm mí mì riền, mình plek là không, không có quên. Rồi chúng ta con tê sra a sra a, tức là chỉ có cái nguyên âm o hoặc là nguyên âm a thôi ha. Tiếng Việt chúng ta o là chữ o đó các bạn ha, nguyên âm âm a hoặc là nguyên là không có thuộc ha. Cronte là chỉ có, cronte là chỉ có là chỉ vì. Bây giờ chúng ta dịch trong đây là chỉ có, thì nó kiểu là trum trum tề, hoặc là khnhom mình bán khình, đây là ví dụ ha. Khnhom mình bán khình tề, khnhom cronte lư kê tha, tức là tôi đâu có thấy đâu, tôi chỉ có nghe người ta nói thôi hà. Đó, hàng chỉ có à, vậy là grant grantte. Sra sra o sra a, tức là nguyên âm ra, nguyên âm o hoặc là vần vần a, hoặc là chúng ta dịch theo tiếng Việt cái này là nguyên âm o hoặc là nguyên âm a vậy. Rồi mà đây có bị bạc thá, mình chế tế sra sra ui, tức là làm sao mà khó nói quá vậy, chỉ có biết sra sra ui. Tức là muốn nói sra sra ua mà nói không được thì nói là sra sra ui, thì cách nó nói nó hơi bậy là, và nó không có nghĩa nha. Rồi chữ này là địch ha, địch. Khi mà chúng ta viết thì như thế này, mà chúng ta đọc mò ế chó địch, mà địch là làm sao ha, mà địch là làm sao. Và đích này là giống như là chúng ta muốn biết làm sao được. À, đôi chọn chọn đừng. Mà đích cất tê, đích cất tê, đích bán tê. Làm sao được, làm sao được. Đích cất tê, đích là đích bán tê, làm sao được. Rồi, chữ co. Co này là cũng ha. Co là cũng. Chúng ta nối hai cái bên đệ với nhau. Chúng ta gọi tiếng Việt là liên từ, phải không? Co. Nạc có tới cái nhóm co. Có từ bạn đi tôi cũng đi, phải không? Bạn đi tôi cũng đi. Vì bị bạc là khó ha, nó cũng đồng nghĩa chữ lùm bạc. Vì bị bạc. Tha là nói hoặc là phán, tức là đi dây hoặc là bồi
tha. Rồi chúng ta theo một cái đoạn mới nè. Tăng bí chùi hóng bay bên chân ta sẽ chùi đầm bầm bùi kê xóm tạm thơm xa khi xua thân hạc ná. Ú, gọt chìa khám uây. Đòi bà tiếng chì chôn có ta sẽ lo lo chơ dùm rùm uây. Áo vá cùng dùm khám mạc kê nơi xa lành ta tới chơ ơi cùng bùi. Rồi, cái đoạn này nó hơi dài chút xin. Tăng bí chùi học bấy bên chất tè sầy ha, bên tức là lúc vào 60, 13 chỉ thích con gái thì con thích con gái như thế nào thì chúng ta nói sao ở câu sau ha. Tăng pi là từ khi ha, từ khi tăng pi rồi chơi là bước vào hoặc là vào, nói về cái tuổi ha, trong cái bài hát này ha. Chơi tức là chúng ta bước vào. Hốc ở đây thì chúng ta sẽ viết hết thì là hốc học sập ha, học sập thì giống như là học bầy là 60, 63 thì chúng tiếng Việt chúng ta thôi, chúng ta có thể là nói là 60 thì bây giờ chúng ta nói là 60, 63 phải không ạ? Thì ở đây cũng vậy là học bầy là 63. Pin tiền chất chúng ta thích hoặc là vừa lòng ha. Chối học bầy chối ha, chối chất. À, bình chất rồi. Chui đập rầm mùi. Bình chất tê sẽ chui đập rầm mùi. Kê sống tạm tớp xa. Rồi, chui đập rầm mùi thì là thích con gái là bước vào 16 ha. Đập rầm mùi là số này chúng ta học rồi nha. 16. Kê sống tạm tớp xa. Kê là chúng ta là kê là người ta, tam là động từ nè, theo nè ha. Bây giờ đã ra có ví dụ nè, cũng tạm cột, đừng có theo anh ấy hoặc là theo chị ấy. Đỡ tạm kê, đi theo người ta. Tạm đàn là ví, tạm đàn là theo dõi nha các bạn. Cùng tạm đàn kê, đừng có theo dõi người ta. Rồi tam đa là kiểu theo dõi, giống như là lén theo dõi nha. Lén thì kiểu lén đi theo người ta, mà kiểu lén là theo dõi rồi. Tư là chúng ta học rồi nè, là đi. Posa là chợ ha. Vậy là chỉ thích con gái 16, người ta đi xin theo đi chợ. Kê xua thà nạc ná. Có chết chết khmui. Tức là người ta hỏi ai vậy? Ui, cô ấy là cháu. Thì ổng trả lời, ổng già mà ổng có vợ trẻ. Thì xua là hỏi nha. Giống như xua động nương là hỏi thông tin nè. Xua ôi đừng ca là hỏi cho ra lẽ. Rồi, nẹt ná là ai? Cất ở đây thì là anh ấy ha, hoặc là chị ấy, thì trong bài hát này là cô ấy phải không, mà dùng cho người số 3. Rồi kê nó đồng nghĩa chữ kê, chữ nét. Bọn nhóm với cá mình kết, bro cất mình sớ sập bài, tức là anh tôi làm việc không có được vì anh ấy không có được vui, thì dùng chữ cất ha. Vậy là anh ấy, vậy là ngôi số 3 số ít ha. Rồi chia là nhưng nếu mà nó là tính từ thì nó là khỏi bệnh, giống như nhung chưa thì nó hỏi chia nớ là hỏi khỏe chưa, khỏe rồi, tức nó là xua là o sọc sập bay chui rui bị chư nè, rui bị chư ngơ bị chư, tức là chúng ta khỏi bệnh ha. Khỏi bệnh chúng ta dùng chữ chia này, nó là tính từ. Là chia hơi là khỏe rồi. Rồi, khmui là cháu ha. Khmui là cháu tức là con robot bón, rư con robot ồn. Tức là con của anh mình hoặc là con của em mình. Khmui bằng cơ, tức là cháu ruột. Khmui chỉ đuôn mui là cháu bà con. Khmui chỉ đuôn. Khmui chỉ tuốt mui là bà con sơ, chắc là bà con xa ha, bà con xa. Rồi đòi bà tiếng gì chôn có ta sẽ đẹp lo, tức là đòi là tới nè.
tới nhà bà đạp cổ, ha, đè đè xuống lấy cái chân đạp cổ ông la lo lo là a á ha, là a á. Vậy là đó là tới nè. Potia, potia là nhà ha, potia là nhà. À, tức là đi làm nú robot mâm nú. Giải thích thêm thôi nha, cái này là không có gì hết. À, chỗ ở của con người ha, vậy là potia, đó là potia là tới nhà. Gì, gì này là ông bà các bạn, kỳ là đi là bà ha. Bà, ông bà có nghĩa là trong ông bà. Dê là bà. John là đạp, động từ là đạp. John tức là đặt chân sân cót. Xúc tí tí lơ tức là dùng cái chân đè ở trên đạp xuống ha. Vậy là đặt chân đè chặt từ phía trên xuống là chúng ta đạp ha, đè chặt. John co là cái cổ nè ha. Hồi nãy ra mới nói là chữ co này là cổ ha. Ta, bây giờ hồi nãy có chữ dê là bà thì đây là ta, ta là ông. Srek ha, srek là la không, srek dung là khóc la, srek xua là la hỏi nè, srek hau là kêu thét hỏi ai đó, kêu người nào đó hay kêu to, hỏi to. Rồi giờ chúng ta tiếp ha. Châu dung rung uối ao và cung dung các bạn kì ha. Châu dung rung uối ha, cái đường chữ sắp uôi nè, châu dung rung uôi ao vá cùng dung khmá kì ha. À, châu là cháu nè, tức là cháu khóc ổng ẹo ha. À, rồi ổng dạ cục cưng ơi đừng có khóc, đau đau chiếc thiếu chữ cờ rồi, cục cưng ơi đừng có khóc ha, cục cưng đừng khóc mắc cỡ người ta. Vậy là ổng nói là cháu nè khóc nhõng nhẽo ha, cháu khóc nhõng nhẽo. Chữ dùng là khóc nè, cháu dùng rùm ôi này là nhõng nhẽo hoặc là mè nheo ha. Mà nuốt rùm é rùm ôi tức là một người nhõng nhẽo lúc nào cũng làm ổng ẹo ha, kiểu con nít á. Rồi ổng ao quá cùng dùng ao va này là giống như là dùng cho phụ nữ trẻ kiểu con nít ha, dùng cho niên nè. Xua côn chê dùng tức là đứa con nít mà nó khóc ha. À qua cùng là đừng ha, như là à qua cùng dùng là cùng cưng ngươi đừng có khóc ha. Rồi khama là mắc cỡ ha. Sick day yên ăn day yên khama tức là sự ngại ngùng hoặc là e ngại đó, sự ngại ngùng khama là mắc cỡ. Vậy là chúng ta dịch cái câu này là rồi chúng ta tiếp à. Tăng pi hùng dâm prè chơi chân tay nhầm ha, tức là từ lúc hốc thì chúng ta hốc sắp nè, chúng ta học rồi, từ lúc mà 60 prè chơi chết tay nhầm rồi chúng ta chỉ có học một cái từ mới là prè ha, chữ prè. Pre này là chúng ta sẽ nói là thay đổi ha. Pre này có nghĩa là bè, có nghĩa là thay đổi nha các bạn. Thay đổi ha, ra thêm vào á. Bè ha. Bè là tức là pre, bè tức là nó thay đổi. Rồi chơi chết đế bằng em chả huối ha. Bằng em chả huối liên sếp sếp rô nghe. Rồi bằng em chả huối này, bằng em là cái đồ ăn ngọt của chúng ta tráng miệng các bạn. Bằng em ha. Bằng em. Rồi những cái gì mà đồ ăn tráng miệng giống như chè, trái cây, bánh trái thì ra có giải thích ở đây là chồng nế em ha, chồng nế em là đồ ngọt. Chả huối là rau câu đó các bạn, các huynh, chả huối là rau câu ha. Rồi pliêng sụp sụp rô nghĩa. Rồi pliêng là mưa ha, pliêng khô pliêng ha, pliêng sụp sụp là lâm râm các bạn ha, nó là tính từ ha, lâm râm mưa nhỏ nhỏ mà kiểu hột mà ướt chút xíu à. Rồi rô nghĩa là lạnh ha, rô nghĩa là lạnh. Rồi hiên dung trả lời nè, hiên dung trả lời. Trời đã ra hát nó vô nè. Pliêng sập sập rô nghĩa hiên dùm cho lời đĩa dây vỉa sụm phùi. Tức là hiên này là con ẻn ương các bạn. Khóc trả lời nhau, bà nó sinh cái mền ha. Hiên này là con ẻn ương. Hiên
hiền ha, hiền là con ẩn ương, chơi là chúng ta trả lời ha, trả lời đi trả lời lại ha, chơi chơi là top sấm sầm đầy ha, top sầm đầy, cái này là đã ra bổ sung thêm bằng tiếng Khmer thôi, top sầm đầy. Phôi, phôi là cái mờ nữa các bạn. Thì trong cái bài hát này nó viết pause or your poi, nhưng mà trong từ điển thì ra kiểm tra thấy là pause or your poi, đó hai cái từ này ra nghĩ là đúng hết ha. Poi, poi là cái mệt nghe các bạn. Hốt lại mình đại mình call mình đại đây, hốt lại mình đại đây đại tệ mình toàn bàn lần phụ chuối. Rồi hốt hốc này là giống như 60 rồi các bạn. Play này, play là mới qua có một tí thôi. Play mình đại đầy, tức là không có xót thương thương chồng đó. Thì anh mới có chỉ có 60 một tí thôi mà vợ không có thương xót chồng gì hết. Cái câu này là ý vậy mà. Hốc là hốc sốt đó các bạn, là 60 ha. Play nó là tính từ chỉ có một tí thôi ha. Ta ra giải thích thêm bằng tiếng Khmer nè. Để lỡ bình tích bình tuốt ấm. Lỡ bình tích bình tuốt bí trầm nuồn cột, tức là chỉ có qua một tí thôi. Rồi, sđai. Sđai này là các bạn. Sđai nó là nghĩa là tiếc hoặc là xót hoặc là tiếc nuối ha. Khnhóm sđai ná. Đối mình bán từ. Tôi tiếc phá vì không được đi. Khnhóm sđai ná. Mình bán từ. Rồi đây, đây là chồng các bạn, đây là chồng ha. Đây té mình toàn ha. Bán lớn phú chuối ha. Đây té mình toàn bán lớn phú chuối, tức là chỉ tiếc là chưa kịp được lên làm quản gia. Mình toàn là không kịp hoặc là chưa kịp ha. Rồi bán là được nè, bán là được. Lớn là lên trước. Phu chui này là một người mà quản lý ha các bạn, một quản lý mọi thứ sau một người đứng đầu thôi. Trong cung thì nhà vua cũng có phu chui là giống như cung công với các bạn, phải không? Thì ở nhà thì chúng ta nghĩ là quản gia, người đứng đầu quản lý hết mọi việc trong căn nhà của mình, thì đó là quản gia. Thì cái là hùng play mình day 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 tè mình toán ban lần phụ chuối. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích cho các bạn học tiếng Khmer tự học như vậy thì các bạn nhớ subscribe kênh của mình và cho mình một cái like nha. Và đây thông tin liên hệ của mình. Rồi, xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi những cái clip của mình. Hy vọng là những cái bài giảng mà mình mới vừa giảng đây là sẽ hỗ trợ các bạn một số từ vựng khá khá để hành trang trong việc tự học tiếng Khmer tại nhà của cho các bạn nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin chào. Som chumriep lia nung som okun bong buon chachran cha som lia.